Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay như đã hứa thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tính năng kỷ nguyên mới vừa được cập nhật ở bản 0.21 đây nha các bạn. Thì đây là tính năng kỷ nguyên. Thì các kỷ nguyên á, nó sẽ có sự ảnh hưởng riêng với thế giới. Và mỗi kỷ nguyên á, nó sẽ kéo dài là ít nhất 20 năm các bạn. Thì nó có mô tả đây nè. Rồi, mình sẽ tìm hiểu về ba kỷ nguyên đầu tiên trước nha các bạn. Chúng ta có kỷ nguyên hy vọng, mặt trời và bóng tối. Kỷ nguyên hy vọng thì mình nghĩ là mình sẽ không phải nói nhiều về nó nữa, bởi vì đây là cái kỷ nguyên mặc định các bạn. Khi mà chúng ta vào game á, thì nó đã cho chúng ta ở kỷ nguyên hy vọng rồi. Và cái kỷ nguyên này á, nó xuất hiện từ lúc mà chúng ta biết đến Warbox đến bây giờ các bạn. Đối với kỷ nguyên hy vọng thì chúng ta đã trải nghiệm của nó rất là nhiều rồi, cho nên mình sẽ nói về nó sơ sơ thôi ha. Thì đây là kỷ nguyên hy vọng nè các bạn. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có gì biến động nhiều cả. Đó, thiên nhiên nè, cỏ cây nè, khoáng sản nè, và sinh vật, mọi thứ đều bình thường các bạn. Thì đây là kỷ nguyên mặc định. Mới vào game thì game đã cho chúng ta ở kỷ nguyên này rồi. Và cái kỷ nguyên này á, trước bản 0.21 á, thì game là kỷ nguyên hy vọng các bạn. Đó, rồi ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỷ nguyên mặt trời. Mình sẽ chuyển kỷ nguyên luôn. Các bạn ấn vào đây nè. Đó, nó sẽ nhảy qua kỷ nguyên mặt trời. Để biết được kỷ nguyên mặt trời nó tác động như thế nào thì chúng ta sẽ thả những tộc xuống nha các bạn. Ok. Thả chút đỉnh xuống cho tụi nó phát triển. Và chúng ta sẽ thấy cái thời tiết này nó như thế nào ha. Rồi ok. Trước mắt á, về cảm quan á, thì chúng ta có thể thấy màu sắc đã biến đổi nè các bạn. Kiểu như là màu nắng á. Đó, và chúng ta zoom zoom ra xa xa một tí. Lâu lâu á, chúng ta có thể thấy những cái bóng nắng chiếu xuống. Và cỏ cây các bạn có thể thấy nè. Cây đang chết từ từ nè các bạn. Mấy cái thằng này nó nói chuyện mắc cười thiệt chứ. Tiếu ghê á. À, đây nè các bạn có thể thấy xin phép màu thì nó là một cái thuộc tính các bạn. Nó là một cái trail, nó nằm trong này nè các bạn. Nó là một cái thuộc tính. Nó chỉ có trên những cái sinh vật nào được mình tạo ra thôi các bạn. Đó, thì đây là những cái thằng mà mình thả xuống nè. Nhưng mà sau này á, tụi nó có con á, tụi nó sinh sản ra thì con của tụi nó sẽ không có thuộc tính đó nha các bạn. Rồi. Sơ sơ vậy thôi các bạn. Ờ, các bạn thấy không? Những cái tia nắng chiếu xuống nè. Và nó rất là gay gắt nha các bạn. Nó sẽ gây ra hạn hán đó. Ok. Má ơi, các bạn có thể nghe thấy tiếng lửa cháy kìa. Đây là môi trường địa ngục thì phải. Thế mình nhớ không lầm, nó là môi trường địa ngục. Và nó gây cháy đó các bạn. Chúng ta có thể để ý thấy nè, cây đang chết từ từ các bạn thấy không? Khô hạn mà, đâu có nước đâu. Cho nên là cây cối đang khô héo. Đó, các bạn thấy không? Khô héo hết rồi. Về sau đó, tụi nó sẽ chùi lủi luôn. Đó, mình sẽ cho thời gian đi nhanh hơn một tí ha. À, mình muốn nói thêm một cái nữa là các bạn nhớ mở hai cái này nha. Các bạn nhớ mở hai cái này á, thì các bạn mới thấy được cái sự ảnh hưởng của kỷ nguyên mặt trời đối với sinh vật. Cũng như là đối với cả cái thế giới này luôn á các bạn. Cái kỷ nguyên mặt trời này nè, lâu lâu á, nó sẽ đem đến những cái thiên tai. Và nó sẽ gây ra những cái sự cháy. Đối với những cái tộc nào á, mà nó phát triển không kịp á, không đủ á, thì nó sẽ bị tiêu diệt rất là mau luôn. Nói chung đây á, là một cái kiểu như là thời tiết cực đoan á các bạn. Và các bạn có thể thấy những đám cháy. Ôi con gì đang cháy vậy? Flamesaw chắc được sinh ra trong cái môi trường này rồi. Ôi nó cháy lan tới mấy thằng này rồi. Ok, một làng đã bị phá hủy vì đám cháy các bạn. Chưa kịp trăng chói gì cả. Và xuất hiện mấy con quỷ lửa nè các bạn. Ồ, ánh sáng đèn. Đây là một trail mới nha các bạn. Cái ánh sáng đèn này á, nó sẽ giúp cho những cái sinh vật nó phát sáng trong bóng tối. Tí nữa mình sẽ qua kỷ nguyên bóng tối và chúng ta có thể thấy rõ hơn cái tác động của nó. Sau khi mình chờ một hồi thì thiên tai đầu tiên cũng đã xuất hiện rồi các bạn. Chúng ta ấn vào đây ha, lịch sử thế giới nè.
mình kéo kéo lên một tí thì chúng ta đã thấy được một thiên tai xuất hiện, đó là một đợt nắng nóng đã quét vào đất liền, thì mình ấn vào nó ha. Rồi thì nó chiếu qua đây luôn. Đây là một trận cháy rừng các bạn, thì đây là một trong những thiên tai của kỷ nguyên mặt trời. Đó, các bạn có thể thấy nó cháy kìa, và nó sản sinh ra những sinh vật lửa luôn á các bạn. Đây là những sinh vật lửa luôn nè. Nó kháng lửa luôn nè. Và nó có ánh đèn. Thì những cái sinh vật lửa thì nó sẽ phát sáng mà, tất nhiên nó sẽ phát sáng trong bóng tối rồi. Uầy. Mình có nên can thiệp chặn lại không ha? Chứ để mà nó cháy qua đây thì tới một chuyện luôn các bạn. Cái đám cháy này rất là lớn luôn. Ôi có kìa. Mấy ông này. Mấy ông này kêu ót ét ót ét luôn á. À hình như mình để ít năm các bạn. Ít năm rồi tụi nó cháy hơi lẹ. Mấy con này ngộ ghê, mình mới gặp lần đầu luôn á. Mới đầu á thì mình tưởng nó là sinh vật của cái môi trường địa ngục các bạn, nhưng mà không phải, nó được sinh ra trong ngọn lửa này luôn. Vậy là nó là những sinh vật ở trong kỷ nguyên này à? Khó hiểu ha. Cái này mới nè các bạn. Ôi cháy luôn rồi. Và chúng ta có thêm một đợt nắng nóng ở đây nữa. Sau khi chứng kiến sức hủy diệt của kỷ nguyên mặt trời thì mình có một số đánh giá về nó ha. Thì đây á là một cái kỷ nguyên vô cùng cực đoan luôn á các bạn. Nó gây chết rất cao luôn. Nó không những gây cháy rừng, nổi cái cháy thôi cũng đủ chết rồi, mà trong đám cháy á, nó sản sinh ra những sinh vật lửa nè các bạn. Quá là kinh khủng đi. Trời ơi các bạn coi cả đám cháy nó đang lan từ 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 từ, ngay cả những sinh vật lửa nè nó cũng mang lửa đi nữa các bạn. Mình thấy những sinh vật lửa nó đụng vô rừng là rừng cháy, đụng vô nhà là nhà cháy các bạn. Quá là ghê gớm luôn. Khoan khoan nha, để coi coi mình sẽ tưới mưa xuống coi coi nó có effect gì với cái đám sinh vật lửa này, nó có chết rồi. Ấy, nó đụng nước nó chết các bạn ơi. Nó đụng nước nó chết, nó đụng nước nó chết, mình tưới 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 đi các bạn. Tưới 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 cho nó đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua kỷ nguyên bóng tối nha. Ok, chừa chừa lại một hai con ấy, tại vì nó có cái treo ánh đèn là các bạn, nó sẽ phát sáng trong bóng tối á. Tí nữa mình sẽ canh, mình sẽ dập hết lửa luôn, và mình sẽ gom cái đám sinh vật lại thành một chỗ để cho tụi nó phát sáng trong cái kỷ nguyên bóng tối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua kỷ nguyên bóng tối, mình ấn thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua kỷ nguyên bóng tối. Ok, nè 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 nè, đâu rồi đâu rồi, tụi nó đâu rồi, để mình lấy 500 mình gom lại các bạn. Đó, gom lại. Nay cái 500 nó có tiếng các bạn nghe không, các bạn nghe không đó, nó có âm thanh, nó nghe rất là ngộ nghĩnh luôn. Ok ha, đây thôi, thằng người này quầy, thằng người này nó có mê hoặc à, nó được cộng rất nhiều luôn các bạn, nhưng mà kệ bà mày. Thì mỗi con á, nó đều có cái thuộc tính ánh đèn các bạn, cho nên là nó sẽ phát sáng trong bóng đêm giống như cái con chỏ chuột của mình nè. Cái con chỏ chuột này á, chúng ta có thể bật tắt cái ánh sáng nha các bạn, nó nằm ở đây nè, đây tắt cái này thì con chỏ chuột của chúng ta sẽ không phát sáng, nhưng mà mình thích nó phát sáng hơn để mình quan sát được rõ hơn các bạn. Ok rồi, thì đây là kỷ nguyên bóng tối các bạn. Các bạn đọc sơ sơ ha, đây là thời điểm của bóng tối hắc ám, thế giới sẽ bao trùm bởi bóng tối, nó nuốt chửng mọi ánh sáng và sự hy vọng. Những sinh vật xấu xa ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng những kẻ bất cẩn. Chính những cái bóng sẽ gieo gắt những cơn ác mộng và ảo ảnh khiến cho con người phát điên. Đọc á thì nghe ghê gớm thiệt, nhưng mà mình cũng đã chơi thử rồi các bạn. Cái kỷ nguyên bóng tối này nè, nó chỉ đơn giản là bóng tối thôi. Còn nói về những sinh vật á, mà nuốt chửng con người lạc lối trong bóng đêm á, thì nó sẽ spawn ra, mình thấy á, cái tỷ lệ của nó giống như nó spawn ra những con phù thủy với con pháp sư á các bạn. Nó cũng sẽ nó cũng cái tỷ lệ của nó cũng giống giống như những cái kỷ nguyên bình thường thôi, nó không có khác gì nhiều. Cơ bản nó chỉ là bóng tối thôi các bạn. Ôi. Mình chuyển từ cái kỷ nguyên mặt trời qua kỷ nguyên bóng tối, nó dịu hẳn luôn á các bạn.
Đó. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cho cái tốc độ theo kiểu đi bắt tôn đi. Đi bắt tôn vẫn mở bình thường thôi các bạn, nó không có gì thay đổi hết đó. Rồi. Mình mở như vậy á, chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể theo dõi ở đây nè. Khi mà nó spawn ra những cái con sinh vật á thì chúng ta có thể theo dõi ha. Trời ơi, làm sao mà là thành lập làng được khi mà cái đám quỷ yêu này á, tối ngày nó rình rập. Các bạn có thể thấy ở đây khi mà mình mở đi bắt tuôn á, cái đồng hồ cát ở đây nó sẽ hiện con thỏ các bạn. Nếu mà chúng ta ấn X5 á, thì đây sẽ là X5, nhưng mà khi mà chúng ta để đi bắt tuôn á ở Sonic Speed á, thì ở đây nó sẽ hiện con thỏ các bạn. Đây là một chi tiết cũng khá là hay ha. Trời ơi, cái đám này nó hoành hành ghê quá các bạn. Mình sẽ cho một cơn mưa xuống đi để tiêu diệt hết cái đám quỷ quái này. Ra được cái tích sự rồi. Tối ngày. Rồi. Mình đã ban mưa xuống để tiêu diệt tất cả những sinh vật lửa rồi các bạn. Ý của mình để sinh vật lửa để cho các bạn có thể thấy được tụi nó phát sáng như thế nào trong đêm thôi. Ok ha. Rồi tụi nó phát triển ra đây rồi nè. Để mình coi coi. Hồi nãy mình thấy có thanh niên nào bị vô sinh nè các bạn. Ở đây. Ôi trời ơi, nó bị vô sinh các bạn. Tỷ lệ sinh sản nó trừ tới 10.000%. Khủng khiếp. Không thể có con luôn các bạn. Và nó sẽ nằm ở đây nè các bạn. Nó sẽ có một cái trail ở đây. Đây là một cái trail mới luôn á các bạn. Thôi, cho thanh niên sinh sản được đi. Tội nghiệp quá. Những cái đứa mà nó sinh sống trong bóng tối á, thì nó sẽ có một cái trail đặc biệt các bạn. Đây. Đây các bạn. Con của trăng. Chúng ta có một cái thiên tai khác xuất hiện nè các bạn. Mình ấn vào ha. Cái thiên tai này nó sẽ gây ra sự điên loạn. Và mình nghĩ á, nó là một trong những thiên tai của kỷ nguyên bóng tối các bạn. Nhưng mà cái tỷ lệ này nè, nó nằm ở đây nè các bạn. Nó nằm ở những thiên tai khác. Thì khi mà mình chọn nó thì nó cũng sẽ có tỷ lệ y như những cái kỷ nguyên khác thôi. Nó có nghĩa là kỷ nguyên này nó chỉ là ban đêm thôi các bạn. Nó không có bất kỳ những thứ gì khác ngoài ban đêm. Sau này nó có cập nhật không á thì mình không biết. Rồi, chúng ta zoom zoom xa xa ra. Ủa, sáng. Oai. Nó qua năm khác các bạn. Mình đang làm với nó, mình chỉ chọn nó thôi. Rồi, ok. Tối lại ngay á mà. Sau một hồi chờ đợi thì thế giới này đã xuất hiện một mớ pháp sư rồi các bạn. Mình ấn vào ha. Nó nằm ở đây nè các bạn. Thì mình nghĩ nó cũng là một trong những thiên tai của kiên bóng tối luôn, tại vì ở đây á, nó có mô tả là những sinh vật xấu xa sẽ ẩn nấp trong bóng tối, thì nó sẽ có, mình nghĩ nó sẽ có, cũng sẽ có tỷ lệ, nó cũng sẽ có tỷ lệ thôi, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó cũng giống y như những kỷ nguyên khác thôi các bạn. Rồi, ấn vào nó coi. Ừ, gậy tà ác. Đúng rồi, cái con này là chơi tà ác mà, và nó đốt cháy cả đám luôn rồi các bạn. Cái cây gậy lửa này nó ghê lắm. Để mình cho nó chậm chậm lại, bát cho mình dễ thấy các bạn. Không mà ngủm sớm thôi. Ôi, à nó bị khỉ chọi. Trời ơi, tội nghiệp vậy. Bị dân đánh rồi bị khỉ chọi nữa. Trời ơi, con khỉ này giết vua luôn các bạn. Oh shit man. À, tội nghiệp không, thanh niên bị hội đồng. Chết chưa, chết chưa. Ôi, hơi bị trâu quá nha anh em. Hơi bị trâu luôn á. Hơi bị trâu. Thôi nhưng mà kệ bà đi. Kệ bà đi, cũng chẳng quan trọng đâu các bạn. Chẳng quan trọng. Ờ, coi nó đốt nè. Đánh hoài không chết luôn nè. Ok, chết chưa, chết chưa. Thôi thôi thôi, một mình nó chắc nó cần cả cái bản đồ luôn á các bạn, quýnh hoài không chết. Thiệt là ghê gớm quá đi mà. Thôi, mình thấy mọi việc nó vẫn diễn ra bình thường, các bạn cũng chẳng có gì hết á. Nó cũng giống như là kỷ nguyên hy vọng mà ban đêm thôi. Thì chúng ta ít ra thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái ban đêm. Rồi, mình sẽ có cái đánh giá sơ của mình ha. Thì kỷ nguyên hy vọng, đây là kỷ nguyên mặc định thì chúng ta cũng không có nói nhiều về nó nữa ha. Rồi, tiếp theo là kỷ nguyên mặt trời. Kỷ nguyên mặt trời á, nó sẽ có những cái thiên tai đặc biệt giống như là gây ra hạn hán nè.
gây ra cháy rừng nè. Và trong cái đám cháy á, nó sẽ spawn ra những cái sinh vật lửa các bạn. Và những cái sinh vật lửa thì tất nhiên rồi, đụng đâu cháy đó thôi. Ok ha. Và chúng ta đến với cái kỷ nguyên cuối cùng trong video này á, thì đây là kỷ nguyên bóng tối. Theo đánh giá của mình á, nó chỉ là ban đêm thôi các bạn. Còn tất cả mọi thứ á, cái tỷ lệ của nó giống y như là kỷ nguyên hy vọng. Vậy thôi, chắc mình dừng tập này ở đây ha. Mình lướt lướt sơ sơ qua coi. Lướt sơ sơ qua ha. Và các bạn có thể thấy ở trong bóng tối á, thì mọi thứ á, nhà nè, lửa nè và một số thứ khác nó sẽ phát sáng nè, ví dụ như con tàu nè các bạn. Thấy không? Nó cũng sẽ phát sáng. Ngay cả con chỏ chuột của mình. Và mình nghĩ mình nên dừng tập này ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.